kỳ Trần Cao Văn, tôi từ vùng Tiên Phước, các anh Hội An Trần Quý Cát, tôi Nguyễn Huy Hiệu Điện Bàn, chị nữ trung học Hội An, tôi nữ trung học Quận Tín, anh học sinh Hưng Đạo, tôi học sinh Sao Mai, anh trung học Thăng Bình, tôi trung học Họ Dân, tôi Hòa Văn trung học, anh Tiểu La Trường Nhà, các anh Nguyễn Hiền Đông Giang Đức Trí, chúng tôi Nguyễn Trường Tộ Phan Đào Nam Quốc Gia Nghĩa Tử, chúng ta trường trung học Thánh Tâm, tôi Đại Lộc Bản Công, anh Công Lập Đại Lộc, chúng ta Diên Hồng Bản Công Đà Nẵng, anh Quế Sơn trung học, chúng tôi Kỹ Thuật Đà Nẵng, mình cùng học Nguyễn Công Trứ Nguyễn Dục, tất cả chúng ta là học sinh Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng. Xin cảm ơn rất nhiều cho ban văn nghệ của hai trường trung học Trần Cao Văn và Nữ Trung học Quận Tín, và cả anh chị em Tân Hữu cũng lên đây góp lời ca tiếng hát với chúng tôi. Ban tổ chức rất là trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự cái buổi dạ tiệc hôm nay. Chúng tôi kính chúc quý vị được một đêm an lành, hạnh phúc, đặc biệt là trong những ngày tới được mọi sự như ý.